cứ hưởng thụ mãi đi, đến lúc chết thì bạn bị gục thì chết. Ba bảo là ăn chay, ăn chay thì mình để đứng lên thiên đàng như thế. Ui, mình ăn chay mà không lên thiên đàng. Nãy con cụ nhà mình đã thấy ai lên thiên đàng chưa? Rồi hết là toàn đến thui lên nướng hết. Thui nướng ở đấy là chỉ có cái sạp cái phần có cái gì đâu. Đấy, bây giờ lên thui lên nướng hồn lên bay được lên trời mới là thích, chứ còn cái linh hồn của cái điện hồn thì chết. Bà làm biết rồi đi phục gì nào các bạn? Trời ơi, ông không thấy phim nó quay đầy ở đấy à? Phim là cái đồ ảo hết. Ảo gì, thật gì ảo. Con này mới được 5 ngày tuổi, nếu như anh nói là anh nói một câu là anh bảo là tao đã từng nuôi nhỏ hơn này là em mới yên tâm em bán cho anh ấy. Chứ nếu mà người nào mà nói ú ớ là em không bán cho anh, nó lụ này đâu. Con nuôi từ lúc mà còn bé tí đấy, nó vừa còn nói mà nói mà còn con chim nó nở ra còn cổ khi mà chưa khô rốn nữa. Con nhá gạo vào mồm là nhá. Đấy anh siêu hơn em rồi đấy. Anh như là anh chị anh 1 năm em đúc ra 1000 con chim non nhưng mà anh nuôi thế thì anh còn siêu hơn cả em. Này anh thấy không? Vú đuôi của em chuẩn không? Thế mới là vú đuôi. Loại này, ngu nhưng mà em nói anh nhiều con nhá. Nó thấy hơi lạ nó vảy bỏ luôn. Anh đừng nghĩ là nó tùy con đấy. Không phải, nó như kiểu cái giống này cho nó với bà cái giống con chim cu của nó là con cu Nhật. Nhật vạch đen là cùng. Ngu hơn con gà công nghiệp như vậy cả. Chứ nó ngu thì mình mới lợi dụng nó thế. Con. Nó khôn thì nó như khôn, con cu cườm thì ai nó cái loại mà cái loại này mà nó khôn thì nó ra sơ và trứng cá nó bỏ luôn. Ừ, đúng loại gáy hoang dã sơ và gáy bỏ luôn. Ông em có những đôi sở thoải mái. Bắt thoải mái. Còn nhà tao có một đôi thì lại con trống nó không ấp mình bực mình. Ôm nha. Ấp 4 ngày rồi. Tao cho cái gáy kia ấp gì à? Thì tao mới gọi là vừa là mình ép mà vừa để thử xem nó có được hay không. Vâng. Tao đập ra. Đập ra nó hình con nó như con thạch thùng bé bé rồi. À, nó ngoại ngoại động động nó rồi. Nó còn ngọ ngoại ngọ ngoại cái tia máu này nó còn đỏ hỏn. Ngoại ngọ ngoại vẫn còn đấy nữa. Ừ. Thế là con chó trắng của nhà ta nó liếm. Thế thì thằng cu nhà ta nó là đập trứng cho chim và trứng chim để cho chó ăn. Tao bảo tao kiểm tra rồi xem nó có được hay không được. Tao soi hôm đầu tao nước tại vì trứng nhà tao soi không phải bà thôi. Cho 4 ngày nó bắt đầu chúng nó đang ngả có màu rồi. 4 ngày là có mạng nhện rồi. Đấy, đã ngả sang màu rồi. Có mạng nhện có hình bản đồ rồi. Đấy. Tao lấy cái điện thoại tao soi tao chiếu chụp mà tao rồi kiểm tra hết. À, thế anh giống em phết nhỉ? Chính tỏ. Thế ở nhà bây giờ có bao nhiêu con? Tao bảo là tao mua một đôi gáy Nhật trắng nhá là rồi. 300.000. Rồi. Tao mua một đôi kia 200.000 là 500.000. Rồi. Tao là tiểu sử là cái con gáy là bắt từ một con gáy hoang dã là con gáy đực. Ừ. Tao xin được con gáy cái mái nhà kia nó đẻ. Để tao ghép. Tao ghép kinh lắm. Tao ghép tao để cho hai con gọi là sát nhau này này. Thế là cũng biết ghép đấy. Xong bắt đầu ghép nha. Nó ghép. Tao bắt đầu thấy con này bắt đầu nó. Con mái gũ ác hơn trống nhiều. Tao thả ra. Được luôn. Ăn luôn rồi. Thế nhưng mà xong nó đẻ thì nó đẻ sai cả. Cứ vài hôm lại đẻ. Tuần nó cùng lại đẻ. Tuần lại đẻ. Như vậy không ấp. Nó đẻ sai. Không ấp. Đấy. Cháu mới tiếp. Lại sai được không ạ? Cháu mới tiếc, cháu mới cho cái nhóm bên cạnh. Bà ơi, nhà nó được 4 đôi rồi. Ừ, thế. Nhưng mà anh có liên quan đến tí phủ phiếc gì không? Nó giống thầy thế. À, không liên quan đến các thầy nhỉ. À. Nói thế à, mình tưởng là ông như thế, mình nói thế như ông, mình nói thế là không phải. Mình nói thế như ông, mình có đồng cốt không? Cháu chẳng bao giờ đồng cốt, các loại xem bói mê tín không bao giờ có. À. Nói cái này biết cái không? Công việc thường ngày anh làm về lĩnh vực gì? Ta chẳng làm gì. Ta chỉ làm nhà nông. À, nhìn này ai bảo là nhà lông. Ông mình. Nói chung là ta thì ông này bí hiểm lắm. Nói nếu mà nói thật ra là không làm nghề gì, chỉ có ở nhà là bán vé số. À. Nếu mà nói đúng nói thật ra là không làm gì. À, thì anh phải thật. Với lại nhà ta là thực sự ra là cũng có ít phòng trọ chạy thôi, cũng không làm gì. Phòng trọ à? Ừ. Không à. Làm gì, ta không làm một thứ gì cho đời. Đây là một vợ mấy con rồi anh? Hai. À. Nhưng mà tao sẽ chơi rồi, có tiền. Không phải làm gì nữa cả. À. Ông chơi không có tiền. Tao tiền hết rồi. À con đã gây dựng gả chồng gả vợ hết rồi á. Hết rồi. 50 tuổi đồng, trả hết thì đéo bao giờ cho hết. Bán hết thì mẹ lo cả đời. Hai đứa thì đơn giản nó gì mà. Một trai một gái tao gả bán ăn tiền hết rồi. Cứ cái gì? Riêng này chung, con trai riêng là chung.
nhà cháu không, nhà cháu không có chung vùng nào cũng hết. Cũng hết. Thằng nào có thằng người làm. Thế cho nó độc lập cho nó tốt. Cháu đất cát cho hết ở hẳn luôn, không có dính líu gì đến liên quan gì đến là mấy ông mẹ con thì vào gửi mà không gửi thôi, không liên quan gì đến mày làm ăn ăn làm liên quan. Mấy trai mấy gái mà ghê đấy. Trai một gái. Anh à. Form của anh nói như thế này nội mà. Tao có cháu nội có giai, cháu ngoại có giai. À. Đấy. Nội một đứa, ngoại một đứa. Ừ. Có hết rồi. Nếp đủ, đủ hết. Đủ màu sắc của cuộc sống đấy. Thế cậu chỉ có chơi nha, cậu chỉ có thích cái gì đâu nghe. Thế thôi. Đây cháu đi mua chim, nó là đi mua chim làm gì, nhà để chim mua thích là tao thích tao đi mua vì thích. Như hôm nay anh mua đôi chim này là anh thích đấy, em thích, anh thích. Vợ đang bảo đầy anh rất là ngó lộc. Có em đúng là không chủ động bán cho anh, cuối cùng là thành hóa ra là lại bán cho anh đôi đấy. Định bán cho anh đôi cứng cứng cái gà. Nhưng mà đâu, vạch ra thế ông này thấy ngon vào thứ tao không lấy được cái khôn thế. Vạch mẹ nó đang u thấy đấy đó. Nó đang vào. Nhanh về chừng nó đói. Không, loại này từ giờ chưa thoải mái. Nhà bác ở chỗ nào? Bà nó bác cho cái chỗ chú Đoàn Hùng được. Nào mà chẳng biết, tôi, em gái tôi nó ngay. Đoàn Hùng... Cháu là nó đi xuống chơi, mình người ốm ở viện thế này, cháu mới mổ vào đây này, chứ không là đi vào đây. Tự nhiên đây, anh xuống Mỹ Đình và tận 6 giờ hơn thì anh điện bảo là Thao à, đường về nhà em như nào mình, mà chả hẹn trước gì cả, mình mà quái, tự nhiên này. Mày, tao đã bảo mày là hôm qua mình mua tao không xuống. À. Tao chả hẹn mày là mùng 1 tao không vào đâu. Ôi giời, em nghe nhiều điện thoại lắm, đừng ủ hết ai. Mùng 1 tao không vào đâu, mùng 2 tao mới xuống nhà mày. Tao đi ngày mùng 2 tao có đi mùng 1. À. Xuống mùng 1 chơi, mùng 1 tao đi từ tối qua. À. Đánh răng rửa mặt xong là tao đi ra viện, tao bảo tao đi về. Nếu mà tao có kịp thời gian, tao quay lại một lần nữa, không kịp là tao về thẳng luôn. À. Rồi. Chứ không phải là tao chủ động là đi xuống chơi, người ốm là một phần, chủ động bắt con này là chính. À, đúng rồi, một công đôi việc. Tiện đi chơi người ốm ở Mỹ Đình, xong nhảy xe Mỹ Đình, nhảy xe 74 lên nhà chú Thao bắt đôi chim giống. Ừ. Máu đấy, em thích ấy. Nói là phải làm. Vâng. May quá hôm nay em lại bán cho anh đôi chim này, là không có một tí lăn tăn nào luôn đấy. Xét đánh là không có lăn tăn gì là thề độc luôn, là một đôi chuẩn mà một đôi hay chứ không phải là vớ vẩn. Nhưng mà thế nào cũng được rồi. Là... máu rồi sao gọi xe ôm mà lâu thế nhỉ, có khi đang đi vào đây rồi. Thì thôi mình đi chơi đi. Mày đi nhầm ngõ rồi, tao thấy nó bảo cục chạy là điểu đi vào mà có 300 mét, mà mày đi thì đéo là dài thằng cây số này, nó bị tư lên đằng kia kia nhỉ. Tao phải bảo là mày đi nhầm rồi, tao nghe điện thoại tao gọi nó là nó bảo là nhà cổng chạy là điểu đi vào. Sao tại sao mày này nó bảo cổng chạy là điểu đang rồi, thế cổng chạy là điểu đang thì phải đi lùi lùi vào, nhưng mà đi tiến lên là quá rồi, tao còn chỉ đạo nó cơ mà. Nhưng mà anh thấy em giới thiệu mới lại thực tế là có chân thành không, có chuẩn không, nghĩa là này chuẩn quá, nhà lúc nào thì có hàng đống chim non luôn. Em có hẳn một bác chuyên chăn ở dưới đấy. Nói với ta biết nha, cái này đau mắt tao nói ta biết chưa cực dễ. Anh chia sẻ cho em phát xem nào. Như ở đây không có cái thuốc gì. Thì anh nói đi xem nào em. Ở nhà ta nó bán cái viên thuốc đen đen như là viên bi sơ đạt. Đấy là thuốc gì, tên gì? Thuốc... không biết cái thuốc gì. Đông y hay là tây y? Không biết cái thuốc gì, tao thề mày tao uống một phát kể cả gáy như mày nằm bẹp. Nhá. Yeah. Nằm bẹp luôn. Ừ. Cho đúng một viên là xong mày bón cám vào, bắt đầu mai bắt đầu mày ngồi dần. Có nghĩa là như dạng người mình chất lâm sàng nằm ra tổ oxy. Ở đâu bán cái đấy? Ở gần nhà tao có cái ông chuyên gia nuôi về chim cút. À, ông nuôi chim cút. Ừ. Thế là mà việc... ông ấy bán rất đắt. 8.000 cho đến 10.000 một viên, nếu mà không biết là con bán 10.000, còn không quen biết là bán 8.000 một viên. Yeah. Mà không con nào uống nổi, nếu mà không con nào uống nổi quá 2 viên là không. Thế là anh giữ điện thoại hôm nào em xin cho em cái số của ông đấy nhá. Để em chia sẻ lên để cho mọi người cứu những con chim cô gái khác. Đau mắt nha, rồi. Đau mắt không nghe kiểu tâm xanh tâm trắng. Tất cả đều viên đấy tất. Nói chung bán là chỉ một, nếu ông, con nào nặng 2 viên khỏi. Ông ấy nuôi chim cút. Chuyên gia về chim. Rồi, chính tỏ anh nói đấy em tin đấy.
Nếu mà ông nuôi chim cút thì ông áp dụng sang chim cô gái là đúng. Thế bây giờ em nhờ anh nhá, em nhờ. Con gái như này tao nói tao biết nhá, nó dù như này, nói tao lại nó dù như này nhá. Mà mày biết không? Ông ý có ỉa phân trắng gọi là nhớt phân nhớt là mày biết rồi. Cho viên phát khỏi luôn. Ông cho đúng một viên vào ông thì bảo khỏi. Ông bảo con này khỏi. Ông bảo chim. Ông ấy nuôi nuôi chim cút sinh sản à? Ừ. Nhiều không? Nó ông ấy chuyên gia về chim cút thì ông ấy nuôi quá nhiều luôn. Thế anh nhắn cho em cái số của ông ấy nhá. Nhắn gì vậy, ta phải xin được số nhưng ông ấy ta sao mới lấy được số đâu. Ờ, thì từ xin. Nhà ta đi xa nhưng ông ấy thì cũng phải bằng từ đây cho tận để xe buýt. Thế à? Thế làm nào được, thế thì bây giờ đơn giản nhỉ, tôi xin số đi đơn giản. Ờ, thế hứa với em cái đấy nhá. Ok, để... tao hứa với mày là thế mày em... lời nói của người ta nó phải chuẩn, không được lươn lệ. Vâng, vâng. Tao nói, mày nói cứ biết tin vào lời nói của ta. Vâng, vâng, thế được, không được em gọi đấy. Không được, ta gọi cho mày. Vâng. Mà làm đéo thì cái số điện thoại mà không cho nhau được về ăn chắc ăn trộm đéo. Đúng rồi, đúng rồi, thế mới chuẩn, thế mới chuẩn. Ôm vào, ngã ngửa rồi. Ngại. Ngại không dám ôm. Như vậy là sẽ có một cái thông tin đẹp cho các bác là những ai đang nuôi chim cu gáy vì bệnh đau mắt đi ỉa. Có một thần dược đang có thông tin để tôi sẽ tìm hiểu thông tin và tôi sẽ đăng lên kênh của tôi.